Làm gì ạ? What are you guys doing? We're just hanging. Aww, well, JD, you kiss that. Aww, thank you. Làm gì? Oh, you keep that in no nose? Mm. Let me see it again. Don't kiss it too hard. Aww. My nose feels much better now. Yeah. Let me see another one. Mm. Let me see. Wow. Wow. Very nice. Trời ơi, cô hung cái mũi ba rồi xong rồi giờ mũi ba tốt rồi đó. Can I kiss your no nose? Can I kiss your no Can nose? Can I kiss your no nose too? No. Please. Pretty please with okay. it, Sherry. Okay. JD. Eating sugar. Chị cô chú, Jay lần đầu tiên được thử đường cô chú. Jay đi, no. Đi, you can't eat sugar. No, you can't. Con không thể nào ăn nhiều đường được. Trời, bây giờ nó biết cái hũ đường ở đây, bây giờ nó lại nó bóc đường, nó ăn không có được nó không? Yes, Jay đi. Oh, no, okay, Jay đi. Eating sugar. No, mama. Telling lie. No, mama. Open your mouth. Ha, ha, ha. Mm. Đúng rồi, chay không ăn sugar ha. Yeah. JD. No, sugar, ăn sugar nhỏ thôi à? Không được, ăn nhỏ thôi cũng không được luôn. JD. Không tốt, con ăn. Yes, eating ring pop. No, mama. Telling lie. No, mama. Open your mouth. Red, 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 red tongue. JD. Okay, let's stir. Ooh, no, it's too bubbly for yeah, you. Yeah, it's really bubbly. Here, Jay, bữa nay là mẹ phải có công nhận là mẹ có một cái lời khen cho Jay. Là mẹ biết lời khen gì không? Từ hồi sáng tới giờ, Jay đi với mẹ rất là nhiều nơi. Làm chung với mẹ rất là nhiều việc, nhưng mà từ sáng giờ chay không có khóc, chay không có la. Hình như là chay đã quen với cái việc bận rộn của hai mẹ con mình rồi, phải không con? Con có quen với cái việc đó chưa? Đúng rồi, bởi vì từ sáng giờ đi là con ngồi im lặng, chứ bình thường á ngày là con bực bội, con khóc, con la đồ này kia. Nhưng mà hôm nay là mẹ có một lời khen là rất là mẹ tự hào về chay, là chay hồi sáng tới giờ là chay ngồi im, chay đàng hoàng cho mẹ làm việc, cho mẹ nói chuyện điện thoại với cô chú, cho mẹ trả lời tin nhắn, cho mẹ làm việc mà từ sáng giờ chay ngồi im re. Mẹ cho chay ăn no bụng xong rồi chay ngồi chay chơi đó, mới nói tin nghe gọn thọ nữa. Dạ luôn. Sao con khỏe không? Dạ sao? Ừ, alo, nghe không? Dạ luôn. Ờ, nghe không? Dạ con nghe cô đây. Là mẹ vừa, thêm bữa nay chay công nhận ngoan dễ sợ luôn. Bởi vì làm việc chung với mẹ riết bây giờ ngoan ghê luôn á. Nghe cái gì đó. Bữa nay là ngồi im cho mẹ làm việc. Trời ơi, sức khỏe biết mấy bao nhiêu tình yêu luôn á ông nội ơi. Con chay ngoan quá, chay ngoan. Bây giờ mẹ đi làm kiếm tiền, mẹ mua gì cho chay? Mua ao xà hả? Ok, mua heo xà luôn. Bệnh gì cử? Mua gì nữa? Đi Target. Con muốn đi Target hả? Yeah. À, muốn đi Target. Muốn đi Target mua gì vậy? Mà mua đồ chơi. Mua đồ chơi hả? Mua xà Anna. Mua heo xà Anna. Đồ mặt cái thường quá đi. Thôi cái mặt gì mà cái thường. Mua gì nữa? Mua bộ đồ chơi. Mua bự đồ chơi, mua đồ chơi bự. Mua chơi chơi cái bộ. Mua thiệt nhiều đồ chơi luôn. Rồi thì rồi mà ăn là cứ mua đồ chơi vậy rồi tiền đâu mà cho ăn cho học đây? Hả? Phải để dành tiền để mẹ nuôi con ăn học nữa chứ, mà cứ mua đồ chơi biết rồi tiền đâu ăn học. Hả? Nói cho mẹ nghe coi, trời bữa nay thật sao ngoan một cách kỳ lạ. In 1 mile at the roundabout, take the 3rd exit onto West 14 Mile Road. Thường quá, bây giờ con có muốn hát bài nào không? Bây giờ có nói với cô chú ơi là con chuẩn bị đi bơi không? Trời ơi, một chút nữa là trời ơi, ba sẽ hả? Cái gì đó? Ba sẽ
unicorn lên cho dây. Trời ơi, cái con unicorn nó bự hè. Hắn bự rồi cái mình bỏ xuống nước cái mình bơi dưới nước hè. Ủa ngạc, mẹ tên gì nói cho mẹ nghe coi, cô chú nghe coi. Rồi một chút nữa bây giờ nhắc mẹ nhớ chút nữa mẹ phải ghé nhà băng này mẹ làm công việc cái này một chút nhớ mẹ nhớ nhắc mẹ phải ghé nhà băng nghe chưa? Nói mẹ ơi ghé nhà băng. Nói sao? Chay bây giờ là mình biết chay là gì của mẹ không chưa cô chú? Chay bây giờ là thư ký của mẹ. Thư ký đắc lực của mẹ. Hôm qua hồi nãy á có một cô kia gọi qua nói hả con chay á là cái phiên bản của Ngọc. Rồi á nhưng mà Ngọc nói đúng rồi, con là con thấy nó là cái phiên bản của con á, nhưng mà con thấy là cái phiên bản chay là con hy vọng là nó sẽ sạch sẽ hơn cái phiên bản của con. Tại vì cái phiên bản của Ngọc mọi người biết á, cái phiên bản của Ngọc là cái phiên bản nó quê quê, nó lu lu quá. Mà nó không có được gọi là at the roundabout, take the third exit onto West 14 Mile Road, then turn right into the parking lot. Hơn cái phiên bản mà nông dân lúa của mẹ như Việt Nam chay hả? Nhưng mà dù gì dù mẹ cũng vẫn muốn chay là có cái phiên bản nông dân của mẹ. Mẹ thích như vậy đó, mẹ thích cái sự mà mộc mạc, mà cái sự mà nó giản dị, mà cái sự mà nó bình dân, mà nói chung là ai mình chơi cũng được, ai mình nói chuyện cũng được. Dạ alo. Dạ y vậy tên con đó cô. Dạ rồi. Dạ nhớ mặt sau chỗ ký tên cũng ghi tên con luôn nha. Dạ đúng rồi, tại cái check đó của con mà. Đúng không? Cái check đó của con mà, thà cô không gửi cho con thì con ký tên không được thì cô chụp hình thì cô phải ký ghi. Use the right lane to continue straight. Cái phiên bản của chay là turn right onto Greening Street, then turn right into the parking lot. Mà mình vẫn giữ cái nét mà nông dân, vẫn giữ cái nét mà quê hương truyền thống của mình nghe chay. Turn right into the parking lot. Đúng rồi, mặc dù mẹ biết mẹ nói con không hiểu đâu, nhưng mà nếu mà mẹ nói. You've entered the parking lot for your destination. Đó, bây giờ vô hồ bơi rồi đó cô chú. À, lớn rồi khỏe không? À, lớn là khỏe, tự động đứng xếp hàng đi vô, tự bơi. Trời, ngồi như người lớn không? Chay tạo dáng ở đây. Chi sao ngồi buồn vậy? Ngồi vô kìa, đi xếp hàng, rồi xếp hàng lại lên, rồi xếp hàng đi con. Đúng rồi, giỏi. À, giữ không, thấy đi dân chơi đứng lại xếp hàng không, đứng xếp hàng giữ khoảng cách luôn chứ bộ. Đó, để đi kêu tên này đứng vô đó, lớn như sao cô giáo nào thì ra kêu học sinh đó. À, đó gì kỳ vậy, sao chay level 3 mà không có chay kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy, mới đọc cái level đó, level 3 mà sao không có con chay? Còn chay thì sao? Ủa kỳ vậy? Sao không kêu chạy vô? Chay? Yeah. À, bên này bơi với bạn này hả? À, vô nè. À, nay bơi dưới đây, hôm nay bơi đây hả? Ngồi xuống đó, mình ra nữa. Đóng kia. Coi có ai như bà con của tôi không? Bà enjoy summer một cách là... Trời đất ơi! Đi ra ngoài đây nằm coi iPad luôn, không chịu nằm trong nhà coi iPad hả? Con thích enjoy the summer. Trời ơi, you like it? Ờ, đi. Trời ơi, cứ nằm khép hén vô. Coi được không? Bà đi qua nhà, bà đi lo rệt. Bà nằm ở ghế người ta. Rồi bà coi iPad. Coi được không? Khép cái chân lại. Làm sao con? Nè, con dựng đây nè con. Dựng đây nè.
Đó, con dựng vậy coi cho nó khỏe phải không? Ngồi ngồi lên. Đúng rồi, ngồi lên vậy coi cho nó khỏe. Đó, để vậy nè. Đó. Đó, vậy đó. Rớt. Ờ, rớt hả? Rồi, con bấm lại đi. Bấm lại nào. Thôi ơi, tôi ngồi tôi nói tôi chay chay là giả liền. Nằm đây coi 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 được không? Quá luôn mà. Quá enjoy summer luôn. Kệ enjoy đi con, sắp hết summer rồi. Sắp hết mùa hè rồi. Có ai mà con nít mà y như bả không? Ta nằm trong nhà, ta lên niệm, ta lên giường, ta coi iPad không? Bả là ra ngoài trời sáng sủa nằm mát mẻ coi iPad để cho mẹ làm việc. Có thương không? Có đứa con nào mà thương như đứa con này không? Khen. Khen quá cái cô chú nói hả con mình, cái mình khen hoài. Để cho người ta khen bớt đi. Mà giờ con mình không khen, khen con ai vậy? Đâu có biết đứa nào nữa đâu khen. Có biết mỗi có một mình đứa này thôi. High five. Mà mốt có đứa con sao, cái khen đứa con sao đó, cái chê con này à, mốt mốt là chê lười biếng làm biếng nè, rồi ha học ngu nè. Ở gì nữa ta, trời ơi, gọi đem cái vinh gai bát lôi 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 cái bát từ trong nhà lôi tới đây, mặc dù bà đi lô rạch bác không hề có ngồi đây, chắc nó ngồi nó chờ bà chứ gì. Bà đâu rồi, bà đi lô rạch ở đây, lô rạch đâu hả? Không. Chắc ngủ rồi hả? Ờ chứ bà nằm bà ngủ trọng rồi, bà đâu có biết chay tới đâu. Rồi thôi ngồi coi iPad đi nha chưa. Cô chú ơi, xin giới thiệu với cô chú, đây là bạn mới của Chay. Tên là Audrey. À, đó. Cô chú nhớ. Tên là cái này là nhỏ hơn Chay 2 tháng đó nha. Người ta Chay sinh tháng 11, còn bạn này sinh tháng 1. Mà coi hai cái size kìa. À. Nhưng mà mẹ của bạn này rất là cao, rất là bự con, nên là bạn này bự như vậy là đúng rồi. Còn mẹ của Chay rất là nhỏ con. À, look at Lucky. Trời ơi, Chay giờ là có bạn. Chay ơi, con cãi mày sợ té con quá. Đi thương à. Ai hay. Ừ. Phải chạy mới không nổi luôn vậy đó. Đó, mẹ của bạn đó đó. We said that about Jade. Phải thương không? Eventually, yeah. Hôm nay là tổng tội nghiệp hai mai cha mẹ cũng ly dị nè. Rồi nó ở với ba nó gì đó chủ nhật thứ hai thứ ba, ở với mẹ nó thứ tư năm sáu bảy chủ nhật. Trời ơi. Jade, her name is Audrey. Gì chạy, are you cold? What's wrong with your hand? Con bị gì vậy? Hả, bị gì vậy? Trời ơi, ơi, đó, giới thiệu bạn mới cho cô chú nha. Kênh mẹ là cái gì mới? Kênh của mẹ chạy gì mới cũng giới thiệu cho cô chú. Giờ kênh chạy là có bạn mới là cũng giới thiệu cô chú luôn đó. Đâu, hai đứa quay qua đây chụp tấm hình thumbnail coi bay. Hai đứa bay qua đây chụp tấm hình thumbnail coi. Audrey. Look at me. Trời ơi, thật thương. High five. Good job. She's so cute. High five. Good job. Are you having fun? Yeah. Aww. Trời ơi, cái chị này hình như còn mặt tả nè. Rồi. Trời ơi, chị này còn mặt tả. Chay thì hết mặt rồi. Ah, you wanna play with the water boat? Yeah, Jay has a bicycle too. Oh yeah, we do too. Yeah. And we have a lot of people. But that water is a couple day old. That water is a couple day old already. Yeah, you're wet. It's yeah, okay. Go back outside, JD. Go back outside. Go play. It's okay to be wet, Clay. It's okay, JD. It's okay. It's okay. She doesn't like to be wet. She doesn't like to wear. No, she doesn't like to be wet and then have wet clothes. Yeah. Or wet shoes. Or your shoes are supposed to be wet. Go play. Chơi đi con, đừng có vô. Nó không thích. Nó không thích dài quá. I know, right? Aww. Okay, take it off. Nói vậy là cũng được. Here. Take off. Trời ơi, nó như má tôi không? Không biết tôi, má nó hay nói má tôi, nó kêu mẹ ơi mở giày ra có được không?
Quà, lấy giày khác làm chi vậy? Chị đi. Yeah. You put them on yourself. Put them on yourself. Tự mang vô đi. Okay.